phần này thì phần này cũng là trong tóc nang rồi, quá sẽ gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần nang tóc, là cái phần không nhìn thấy cái này. Tóc phần thứ hai là cái phần thân tóc này này. Đây mình coi là cấu trúc hoàn chỉnh của sợi tóc. Rõ chưa? Vâng. Nhưng đối với ngành của chúng ta ấy, thì chúng ta chủ yếu là tập trung vào cái phần này. Phần này thì khi chúng ta học phục hồi, nâng cao, chữa trị dục thì chúng ta phải học cái này thôi. Và cái này nó không có trong cái cấu trúc học Việt Nam. Nghe chưa? Là cái không